Danh ca hải ngoại Như Quỳnh lận đận tình duyên, làm mẹ đơn thân quyết tâm không đi bước nữa. Nổi tiếng xinh đẹp, thành công trong sự nghiệp, nhưng ca sĩ Như Quỳnh lại lận đận chuyện tình duyên. Trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ từng chia sẻ, cô thành đôi khá muộn nhưng không được hạnh phúc trọn vẹn. Khi mối quan hệ tan vỡ, Như Quỳnh nhận hết lỗi lầm về mình. Dù tôi không có hạnh phúc được làm vợ, nhưng tôi không trách anh ấy. Tôi luôn quan niệm, trước khi trách người, phải trách mình. Tôi không mang lại hạnh phúc cho người ấy, tức là tôi phải nhìn lại mình trước. Chia sẻ về cuộc sống riêng ở thời điểm hiện tại, Như Quỳnh tâm sự, hồng nhan bạc phận. Thời nay thì câu này cũng không đúng lắm, nhiều người đẹp vẫn hạnh phúc và may mắn. Tôi cũng có niềm hạnh phúc khi là ca sĩ được khán giả yêu thích qua những nhạc phẩm do mình thể hiện. Về chuyện cá nhân, tôi là mẹ đơn thân, có một con gái năm nay 12 tuổi, rất ngoan và tình cảm. Nếu sau này có ai yêu tôi đi nữa thì hãy yêu Quỳnh Như, tên thật của cô, chứ không phải Như Quỳnh ca sĩ. Như Quỳnh cho biết, vốn dĩ khi yêu là cô cho hết và không tính toán, nên dù chia tay vẫn quý mến và coi người cũ như bạn. Cô cũng không chủ động đi tìm tình yêu, vì nếu thực là duyên sẽ tự đến, chia tay cũng là hết duyên thôi. Như Quỳnh cũng như bao phụ nữ khác, thích có một bờ vai để dựa vào, nhất là sau những đêm diễn chút hết năng lượng trên sân khấu. Nhưng vì lo tập trung cho nghệ thuật và gia đình, chăm cha già con nhỏ, nên tình cảm không nghĩ đến nhiều. Nữ ca sĩ nói, trước đó, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ về chuyện nuôi con. Vừa làm cha, vừa làm mẹ khó quá đi. Đặc biệt, tôi là người vô cùng khó tính và nghiêm khắc, nên càng thấy khó hơn nữa. Mọi người thấy trên sân khấu, Như Quỳnh mặc áo dài dịu dàng, cứ nghĩ tôi hiền lắm, yếu đuối lắm. Nhưng thực ra tôi là người mạnh mẽ. Con gái rất sợ và ngại nói chuyện với tôi. Thậm chí, con tôi còn nói với tôi rằng, mẹ dữ quá đi. Melody vòi vĩnh ông bà ngoại và người thân của tôi nhiều hơn. Đôi lúc con gái giận dỗi vì mẹ hay đi diễn xa. Những lúc như vậy tôi lại ngồi trò chuyện để con thông cảm, cũng như hiểu hơn cho công việc của mình. Ca sĩ Như Quỳnh, tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970. Cô ghi dấu ấn với khán giả yêu nhạc trong và ngoài nước với những ca khúc như Người Tình Mùa Đông, Chuyện Hoa Sim, Đường Xưa Lối Cũ, Mùa Hoa Bí, Chuyến Đi Về Sáng. Về đời tư, Như Quỳnh từng đăng ký kết hôn với chàng kỹ sư phong lưu điển trai Nguyễn Thắng, nhưng chưa tổ chức đám cưới. Trong thời gian nữ ca sĩ gặp nhiều sóng gió, chính Nguyễn Thắng đã luôn ở bên, bảo vệ và chia sẻ cùng cô. Trong mắt Như Quỳnh, Nguyễn Thắng là người sống giản dị và biết quan tâm, chăm lo cho gia đình. Cặp đôi đón con gái Melody Đông Nghi chào đời vào năm 2007. Thế nhưng trong một talk show ở hải ngoại, vào hồi đầu tháng 6 năm 2015, Như Quỳnh tiết lộ chuyện đã đường ai nấy đi với Nguyễn Thắng. Chính Như Quỳnh là người chủ động nói lời chia tay sau khi cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho nửa kia. Tôi có nói với ảnh là tại sao mình không cảm thấy hạnh phúc mà vẫn phải sống trong những ngày tháng đau khổ như vậy. Nếu cứ kéo dài sự đau khổ sẽ làm sản sinh ra nhiều đau khổ khác mà thôi. Và khi con mình lớn lên, nó sẽ thấy những nỗi đau khổ đó. Đó là điều không hay chút nào. Và anh nói rằng, rồi được rồi, nếu em cảm thấy như vậy thì hãy quyết định như vậy. Tôi thực sự cảm ơn anh ấy đã hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của mình. Ai chẳng nuối tiếc, ai chẳng nghĩ cho con. Nhưng nếu sống chung và mang lại hạnh phúc cho anh ấy, thì tôi không thể làm nổi nữa. Như Quỳnh tâm sự.